Sau Hàn Quốc, Việt Nam tiếp tục áp dụng tờ khai y tế với hành khách từ Ý và Iran để phòng chống dịch COVID-19. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với tất cả khách nhập cảnh hoặc đến từ Ý và Iran tại tất cả các cửa khẩu bắt đầu từ 0 giờ ngày 29 tháng 2. Các tỉnh, thành phố cũng được đề nghị bố trí phiên dịch tiếng Iran và Ý làm việc tại cửa khẩu để hỗ trợ việc khai báo y tế và sàng lọc tờ khai y tế. Khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh do COVID-19, kiểm dịch viên y tế áp dụng các biện pháp kiểm dịch y tế theo quy định. Như vậy, đến ngày 29 tháng 2, Việt Nam đã yêu cầu mọi khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và Iran nhập cảnh đến Việt Nam đều phải khai báo y tế.